dẫn phạm nhân. Giải phạm nhân, công tôn sách lên công đường. Tội phạm công tôn sách, Khâu Kiên đại nhân. Người đâu? Có. Cậu đầu đao đợi lệnh. Khai đao. Công tôn tiên sinh. Dương gia có lệnh, đao hạ lưu tình. Dương gia. Mong Bao đại nhân bớt giận trước. Định án khai đao là chức quyền của Bao đại nhân, bốn dương không có ý can thiệp, chỉ là nếu như phán sai hung án, giết quan người trung lương, thì bổn dương không thể không lo. Dương gia, ở trên công đường, nhân chứng vật chứng đều có đủ, có thể nói là chứng cứ rành rành. Tại sao dương gia nói bổn phủ phán sai hả? Giỏi cho cầu chứng cứ rành rành, bổn dương dám hỏi Bao đại nhân, có một vụ án, nhân chứng vật chứng đều có đầy đủ, nhưng mà Bao đại nhân biết rõ nghi phạm là bị du quan. Vậy tội chết này, Bao đại nhân có phán hay là không? Không thể phán. Hả? Tại sao không thể phán chứ? Nếu như đó là du khống, thì nhân chứng vật chứng tất nhiên là giả. Bổn phủ nhất định kiểm chứng nhiều lần, tìm ra sự sơ hở trong đó để trả nghi phạm một sự trong sạch. Bao đại nhân quả nhiên anh minh. Vậy vụ án của công tôn tiên sinh, công tôn tiên sinh không những khác với người thường, thừa nhận tội lỗi của bản thân, càng khai toàn bộ vật chứng mà mình đã giấu đi. Không lẽ Bao đại nhân không thấy điểm này trái với lẽ thường tình hay sao? Dương gia nói rất chí lý, xin đại nhân suy xét. Bao đại nhân, công tôn tiên sinh một lòng muốn chết. Với tài trí của công tôn tiên sinh, chắc rằng sắp xếp bằng chứng làm đại nhân phán tội mình, đây không phải là một việc khó. Xin dương gia đừng nói nữa, tất cả tội lỗi này đều do công tôn sách gây ra. Xin dương gia đừng gây trở ngại cho vụ án. Không được nhiều lời, để cho dương gia nói tiếp ý kiến của mình. Với tài trí của Bao đại nhân và tấm lòng yêu dân như bản thân mình, bổn dương không tin Bao đại nhân không chú ý tới nghi điểm của vụ án. Chỉ vì nghi phạm là công tôn tiên sinh, là người thân cận nhất ở bên cạnh Bao đại nhân, bây giờ tội chứng đã rành rành, nếu Bao đại nhân lần nữa không chịu thăng đường xử trảm, thì sau này làm sao ngăn chặn lời đồn Bao đại nhân bao che vi tình riêng đây? Bao đại nhân làm sao có thể đi tuần khắp thiên hạ tiếp tục giải oan cho bá tánh đây? Cả đời Bao đại nhân vì nước vì dân cống hiến hy sinh, bổn dương cảm phục vô cùng. Nhưng mà công tôn tiên sinh và lê dân bá tánh mà Bao đại nhân muốn cứu vớt là giống nhau, đều là một sinh mạng quý báu vô cùng. Hy vọng Bao đại nhân đừng uống nắng quá tai, nên phán đoán vụ án với lòng bình thường. Nghĩ xem, người quỳ ở dưới đây không phải là công tôn tiên sinh, thì Bao đại nhân sẽ làm như thế nào? Bổn phủ biết lỗi rồi. Vụ án này vẫn còn nhiều nghi điểm chưa làm rõ. Giải công tôn sách về giam trong đại lao chờ ngày xét xử tiếp. Bãi đường.
Đa tạ Dương gia nghĩa hiệp lên tiếng, cuối cùng đã cứu lại được Công Tôn tiên sinh. Bổn Dương không hề cứu lại ai, bổn Dương chỉ là quý trọng danh tiếng Bao đại nhân gầy dựng bấy lâu nay, không muốn Bao đại nhân phán sai hay là phán quan. Phủ trấn Nam Dương. Dương gia quả nhiên là Dương gia, độ lượng quá trời. Thì đó, bữa nay đó nghe, cũng mai có Dương gia ở trong huyện Bảo Lai này, có thể nói với lão gia mấy câu cũng chỉ có Dương gia thôi chứ ai. Đại nhân tính phục, không phải chỉ vì ông ấy là Dương gia, mà là những lời Dương gia nói hợp tình hợp lý, ý sâu xa rành mạch, là ai cũng không thể phản bác. Trước đó hả, ta còn cảm thấy Dương gia hơi đáng ghét, nhưng mà bây giờ xem ra là ta sai rồi. Cô đó, thực chất chỉ là một tiểu nha đầu thôi, không biết nhìn người, không biết nhìn người gì hết hả? Ông còn dám nói ta sao? Rồi sao? Chính ông cũng nói, Dương gia so với Công Tôn tiên sinh khác nhau quá trời. Dương phi nương nương là vì vinh hoa phú quý, cho nên mới lấy ông ấy thôi. Đừng nói lung tung, nhỏ tiếng thôi. Là ba quản gia nói lung tung. Ta hả? Đâu phải là ta nói lung tung. Dương phi nương nương có Công Tôn tiên sinh và Dương gia, hai người đàn ông tốt yêu bà ấy, làm ta ngưỡng mộ quá. Hả? Vậy có gì đâu mà ngưỡng mộ. Cô đừng có quên nghe không, Công Tôn tiên sinh bị người đàn bà này hại thê thảm mà. Không được nói lung tung. Vụ án của Công Tôn tiên sinh có một số điểm nghi, phải nhờ Dương phi nương nương giải thích mới được. Lát nữa Dương phi nương nương ra đây, nhớ không được nói lung tung, biết chưa? Ba quản gia, ông có vậy nghe thấy không? Ê, này hỏi cô mới phải. Nói ông thì có đó. Thôi đủ rồi. Hai người đều như nhau, chuyện này liên quan đến Công Tôn tiên sinh, hai người tiếp tục làm càn thì về hết đi. Lạ quá, đã vào đó thông báo lâu lắm rồi, tại sao vẫn chưa có tin vậy? Không biết Triển hồi về tìm Dương phi có chuyện gì? Ta có mấy việc muốn cầu kiến Dương phi nương nương, hy vọng Tần giáo quý dẫn đường. À, thật không trùng hợp, hôm qua nghe mẫu ta bị phong hàn, khó chịu trong người, cho nên bữa nay bị bệnh nằm trên giường, không thể gặp khách. Nếu như Triển hồi về có chuyện gì, cứ nói thẳng với ta, ta sẽ vào chuyển lời cho. Việc này liên quan tới Công Tôn tiên sinh, không thể nói rõ trong vài câu được. Hy vọng Tần giáo quý dẫn đường, ta tuyệt đối không quấy rầy. Phải. Hỏi xong sẽ về. Thật khó làm theo. Tại sao vậy chứ? Không lẽ bệnh của Dương phi nương nương nghiêm trọng tới mức như vậy thật sao? Huynh dẫn bọn ta vào đó xem đi. Nếu như Dương phi bệnh tới mức tỉnh nhân sự thật thì bọn ta không quấy rầy, nếu không phải để bọn ta nói với bà ấy mấy câu. Đúng vậy, đúng vậy, đây liên quan tới mạng người, ở đây nóng ruột cần chết, đừng có làm khó có được không vậy? Im miệng đi. Các người xem nghĩa mẫu ta là cái gì chứ? Xem phủ Dương gia này là cái gì? Bữa nay Dương gia còn đến công đường nói giúp dùm cho Công Tôn tiên sinh nữa, bây giờ các người đã nâng đáp nghĩa Dương gia như thế này sao? Tần giáo quý, chúng ta chỉ lo cho sự sống chết của Công Tôn tiên sinh, do đó mới nhất thời lỗ mãng. Hy vọng Tần giáo quý hãy hiểu cho tâm trạng lúc này của bọn ta, tha thứ đã lỡ lời. Bọn ta chỉ gặp một lát thôi, sẽ không quấy rầy lâu đâu. Không được, nghĩa mẫu ta ngã bệnh trên giường là sự thật, các ngươi không tin không sao. Nếu muốn gặp nghĩa mẫu, mời hôm khác tới. Hả? À, cái này chị bây giờ làm sao đây? Nếu chúng ta không tìm được chứng cứ, Công Tôn tiên sinh nhất định bị xử tội chết. Ba quản gia, chúng ta phải làm sao đây? Cái này thiệt tình. Ai đó? Là ta, Công Tôn tiên sinh, theo ta ra ngoài đi. Tần giáo quý. Nơi này không thể ở lại, Công Tôn tiên sinh, theo ta ra ngoài. Ta không đi, ta thật không hiểu, sao cậu lại đến cướp ngục? Công Tôn tiên sinh có tình có nghĩa, gắn tội chết dùng nghĩa mẫu của ta. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn ông bị xử trảm được, nên đã đến cướp ngục, dẫn ông cao chạy xa bay. Ý tố của Tần giáo quý, Công Tôn sách ghi nhận. Cậu về đi. Tại sao vậy? Nếu như ta gánh tội giùm Dương phi thì ta không định sống sót ra ngoài. Còn kiến cũng còn muốn sống mà.
Không lẽ Công Tôn tiên sinh không một chút trân trọng tính mạng của mình hay sao? Công Tôn Sách ta chỉ là một dân thường, thì làm sao không sợ hãi trước cái chết hả? Chẳng qua là bây giờ chỉ khi ta chết mới có thể cơ nguy cơ của phủ Dương gia. Nhưng mà cậu về đi, cậu vẫn còn trẻ tuổi, có tương lai sáng lạng. Cậu không nên vì ta mà hủy đi cuộc đời mình. Ê, ông đừng nói mấy lời này, nếu không đi sẽ không kịp đâu mà. Ê, cậu mau đi đi, ta sẽ lẳng lặng chịu chết, ta không thể làm cho đại nhân khó xử. Nhưng mà cậu đừng nói nữa, cậu còn không đi ta sẽ la lên, đến lúc đó chúng ta đừng hòng thoát được. Thôi được rồi, ta nói không lại ông, nhưng mà bữa nay ông nhất định phải đi theo ta. Bao đại nhân, Bao đại nhân, không hay rồi, Bao đại nhân. Bao đại nhân, có chuyện rồi, Công Tôn tiên sinh đã vượt ngục. Không thể nào, Công Tôn tiên sinh chỉ là một thư sinh yếu đuối, trong sự canh gác nghiêm ngặt đó, ông ấy làm sao thoát được hả? Đúng vậy, chúng thuộc hạ cũng nói không thể nào, nhưng mà quyền lệnh đại nhân nói, có người tiếp ứng. Đúng vậy, người đến cướp ngục võ công cao cường, nhà dịch trong đại lao đều bị tên đó đả thương, tất cả nằm lăn dưới đất. Võ công cao cường à? Không lẽ là Triển hộ vệ? Triển hộ vệ đâu rồi? Đại nhân, nghe nói Công Tôn tiên sinh vượt ngục rồi, có chuyện này thật sao? Triển hộ vệ, Công Tôn tiên sinh vượt ngục, có phải là cậu tiếp ứng không? Đại nhân, Công Tôn tiên sinh vượt ngục tội càng nặng thêm, lúc đó càng có rửa sạch tội danh. Hậu quả của việc này thuộc hạ biết rõ. Do đó về chuyện cướp ngục, cho dù trong lòng thuộc hạ muốn cũng tuyệt đối không thể làm. Xin đại nhân minh xét. Công Tôn tiên sinh cũng hiểu việc này, tại sao còn vượt ngục chứ? Lại là ai giúp ông ấy chạy thoát đây? Bao đại nhân, bây giờ phải làm sao đây? Việc này đâu cần hỏi nhiều, lập tức phong tỏa các đường, giáng hình truy nã khắp nơi. Phải bắt ông ấy về quy án, không để ông ấy sống ngoài vòng pháp luật. Đi. Huyện Bảo Lai, đứng lại. Đi. Đứng lại. Đi. Ý trời đất, có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Cái gì vậy? Có đi, cậu thủ phạm tội gì vậy? Truy nã kìa, nhắc thử như coi. Đúng là kỳ lạ mà. Dương gia, Dương gia đến đây khi nào? Tại sao không phái người thông báo? Là bổn Dương không cho họ làm kinh động Bao đại nhân. Bổn Dương chỉ đến quan tâm vụ án của Công Tôn tiên sinh, chứ không có việc gì gấp. Bao đại nhân không cần bận tâm. Để Dương gia phải đợi lâu, thật là thất lễ. Người thất lễ là bổn Dương mới đúng. Nếu không phải bổn Dương đến công đường ngăn cản, thì Công Tôn tiên sinh đã đền tội lâu rồi. Bổn Dương chỉ đơn thuần là có ý tốt. Nhưng không ngờ, Công Tôn tiên sinh lại phụ lòng ý tốt của Bao đại nhân, làm hỏng danh tiếng của Bao đại nhân. Không, vụ án đúng là kỳ lạ. Sát hại Thường Bưu đúng là hành vi của một mình Công Tôn tiên sinh. Bây giờ lại có thêm một người võ công cao cường đến cướp ông ấy ra ngục. Bổn phủ phải truy bắt ông ấy về quy án, nhất định điều tra làm rõ tất cả đồng phạm. Bao đại nhân điều tra được gì chưa? Truy bắt đến nay vẫn chưa có tin gì. Công Tôn tiên sinh không thể nào biến mất như vậy. Nhưng bây giờ ông ấy đang ở đâu, đúng là làm người ta không đoán được. Hả? Công Tôn tiên sinh quả nhiên không đơn giản. Không ngờ cả Bao đại nhân cũng không đoán ra được. Xin hỏi Dương gia, Dương phi nương nương mới hôm nay có rời khỏi phủ Dương gia hay không? Bao đại nhân nghi ngờ bà ấy bao che cho Công Tôn tiên sinh sao? Không dám. Chỉ là Công Tôn tiên sinh và Dương phi nương nương có tình nghĩa sư huynh muội, cho nên bổn phủ nhất định phải hỏi. Không thể nào. Tại sao nói vậy? Và lồng tiếng tại phim TV. Phủ Dương gia ta canh gác nghiêm ngặt. Công Tôn tiên sinh không phải là người tài giỏi xuất hiện không dấu vết. Muốn vào phủ Dương gia mà không bị phát hiện là điều không thể nào. Huống chi thê tử ta vì vụ án Thường Bưu bị sát hại, lo lắng quá sinh bệnh, mấy hôm nay nằm liệt trên giường không đi đâu cả. Dù có lòng muốn bao che cho Công Tôn tiên sinh,
bà ấy cũng lực bất tòng tâm, không thể giúp được. Bệnh tình của Dương Phi nương nương thế nào, có mời đại phu về khám không? Đa tạ bao đại nhân quan tâm. Đại phu có dặn chỉ cần tĩnh dưỡng nhiều là sẽ khỏe lại. Vậy thì tốt. Nếu như phủ Dương gia có gì khác thường, mong Dương gia cho người đến thông báo một tiếng. Bổn Dương biết rồi. Nếu như có tin gì của Công Tôn tiên sinh, Bổn Dương nhất định cho người đến thông báo. Bao đại nhân, Bổn Dương cáo từ trước đây. Cung tiễn Dương gia. Dừng tay! Thì ra là các ngươi, ta còn tưởng ai to gan dám đột nhập vào phủ Dương gia. Tần giáo quý, ta thấy các ngươi vũ trang đầy đủ, lại phái các ngươi tới đây. Không lẽ là Dương gia? Tại sao Dương gia phái các ngươi tới đây chứ? Không lẽ có gì đó không nói với ta được hay sao? Dương gia ra lệnh đứng gác ở nơi chủ yếu, chỉ cần Công Tôn tiên sinh bước ra thì giết không tha. Chính miệng Dương gia đã hứa với ta sẽ thả cho Công Tôn tiên sinh đi. Các ngươi nhất định đã hiểu lầm. Không hiểu lầm đâu, Dương gia có lệnh. Trước khi ông ta rời khỏi phủ Dương gia, nhất định phải giết. Không được. Công Tôn tiên sinh giống như chúng ta, vì bảo vệ phủ Dương gia, không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Ta không thể giết ông ta. Tần giáo quý, chúng ta đi theo Dương gia bao nhiêu năm rồi, ngươi hiểu rõ hơn bọn ta. Lệnh của Dương gia không thể không nghe. Nghĩa phụ. Đã nói xong với Công Tôn tiên sinh chưa? Đi ngay lúc nửa đêm để tránh đêm dài lắm mộng. Sao vậy? Chẳng lẽ ông ta không muốn đi sao? Hai người thảo luận thế nào rồi? Ngay từ lúc đầu, nghĩa phụ không định cho ông ta sống sót rời khỏi đây. Có đúng như vậy không? Chí Cương, còn đang nói lung tung cái gì vậy? Không phải chúng ta đã nói trước là trời tối khi thời gian đến, con sẽ hộ tống được Công Tôn tiên sinh ra thành sao? Con lo xong đường đào tẩu cho ông ta chưa? Không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào để tránh thất lễ với Công Tôn tiên sinh. Nghĩa phụ à, con xin người được tiếp tục gạt con nữa. Con đang nói gì? Con đã biết hết tất cả rồi. Thì ra thần tiễn thủ giết vô số kẻ địch ngoài chiến trường, bây giờ dùng tất cả trong việc đối phó với Công Tôn tiên sinh, người một tay không tất sắc. Trừ phi nghĩa phụ thay đổi ý định của mình, nếu không tối nay ông ấy nhất định phải xuống suối vàng rồi. Nếu như con đã biết tất cả thì ta cũng không cần nói gì thêm. Làm tốt việc con nên làm, những chuyện khác không cần để ý tới. Con không thể không để ý được. Bây giờ trên người Công Tôn tiên sinh đang gánh tội giết người, dứt cục còn có tội bắt cóc Băng Nhi nữa kìa. Danh tiếng cô ấy đã bị chúng ta hủy hoại hết rồi. Hơn nữa cả việc nghĩa mẫu cũng không thể tha thứ cho mấy luôn. Bây giờ chỉ còn một con đường sống cuối cùng, nghĩa phụ không tha cho mấy là sao? Ta không thể cho ông ta sống. Chỉ cần ông ta còn sống thì cũng sẽ quay lại đây. Con đã quên vụ án Chu Gia rồi sao? Đã 16 năm rồi, kết quả ông ấy vẫn trở về đây phản án. Ta không thể mạo hiểm được. Ta muốn sống trong một cuộc sống ấm êm. Ta không muốn ngày nào cũng sống trong sợ hãi và hoảng hốt. Không được nghĩa phụ à. Nghĩa phụ, Công Tôn tiên sinh là một người trọng lời hứa. Con đã thuyết phục ông ấy rồi. Ông ấy sẽ biến mất mãi mãi. Hơn nữa trên thế gian này cũng không có ai nhớ đến cái tên Công Tôn Sách này đâu. Con đừng nói nữa. Con không thể làm việc theo tình cảm. Không, con không làm việc theo tình cảm. Đây đều là những lời nghĩa phụ dạy con. Không lẽ người đã quên hết rồi sao? Nghĩa phụ à, người dạy con, quen bằng hữu phải có 3 phần hiệp khí, làm người phải giữ một chút lòng trong sạch, quyết không đuổi cùng giết tận. Nghĩa phụ còn dạy con phải kính trọng người trung nghĩa, nhận ơn người khác một giọt nước, đền đáp một dòng suối tu. Những đạo lý làm người này, không lẽ người quên hết rồi hay sao nghĩa phụ? Ta cũng có dạy con phân biệt tình hình giữa địch và ta, khi không nên để kẻ địch sống,
thì nhất định phải đuổi cùng giết tận, quyết không nương tay, đề phòng hậu quả khó lường. Không lẽ con quên rồi sao? Lời dạy bảo của nghĩa phụ con không dám quên. Chỉ là những đạo lý đó chỉ áp dụng trong lúc chiến đấu với kẻ địch và đối diện với chiến tranh ngoài sa trường. Còn bây giờ thì khác mà. Người chúng ta đối diện bây giờ chỉ là một người chịu tội thay, không có sức chống đỡ, chứ không phải là kẻ địch đáng chết đâu nghĩa phụ. Con sai rồi. Công Tôn Sách chính là kẻ địch của ta. Ông ta là kẻ địch đáng sợ nhất mà kiếp này ta gặp phải. Ta không thể tha thứ cho ông ta. Bây giờ chỉ khi ông ta chết mới xóa bỏ được nỗi hận trong lòng của ta. Ta không để cho ông ta sống tiếp một lúc cũng không được. Nghĩa phụ à, con xin người thay đổi mệnh lệnh tha cho mấy được không vậy? Câm miệng. Bất cứ ai cũng không được làm trái lệnh của ta, cả con cũng vậy. Nghĩa phụ, đừng nói nữa. Lùi xuống đi. Nghĩa phụ à, lùi xuống. Con dẫn ta đến đây làm gì? Con muốn nhờ nghĩa mẫu dẫn một người đi. Là huynh, tại sao huynh ở đây? Phim được dịch và lồng tiếng tại nghĩa mẫu à, bây giờ mấy rất là nguy hiểm, chỉ có người cứu được thôi. Chúng ta phải hộ tống ông ấy ra ngoài. Khoan đã, rốt cuộc chuyện này là sao? Chuyện này kể ra rất dài, đợi ra khỏi thành rồi con giải thích với người được không? Không được, ta phải làm rõ việc này ngay bây giờ. Huynh nói, tại sao huynh làm như vậy? Tại sao huynh lại bắt cóc Băng Nhi? Bắt cóc tiểu quận chúa? Ta không có. Ta luôn bị nhốt ở chỗ này, làm sao bắt cóc được chứ? Ngoài huynh ra thì còn ai làm nữa chứ? Ta cảm thấy quá thất vọng về huynh. Thúy Anh. Đúng vậy, đúng là huynh chịu tội giùm ta. Nhưng mà điều này không có nghĩa huynh có thể đoạt lấy bọn ta từ bên cạnh Dương gia. Ta không có. Ta chưa bao giờ dám có suy nghĩ đó. Nếu là như vậy thì tại sao huynh lại bắt cóc Băng Nhi? Chỉ vì huynh là cha ruột của nó hay sao? Huynh không có tư cách là cha nó. Không. Nghĩa mẫu, người đừng trách Công Tôn tiên sinh nữa. Không liên quan tới ông ấy đâu, đều do một mình con làm hết. Chúng ta mau chống trời khỏi đây. Nghĩa phụ, những lời nàng vừa nói có phải là thật không? Băng Nhi không phải là con ruột của ta sao? Không, Dương gia, ngài nghe thiếp nói. Ta không muốn nghe nữa. Nàng gạt ta thê thảm quá. Ta dành hết tình yêu của mình cho nàng. Thật không ngờ, để rồi cuối cùng chỉ là nàng gạt ta. Nàng nhẫn tâm quá. Nàng thật là tàn nhẫn. Các người. Dương gia, ngày sau rồi. Dương gia, sao vậy? Dương gia, tránh ra đi. Dương gia, người đâu rồi? Dương gia, mau mời đại phu đi. Dạ. Lạ quá, mạch đập bình thường sao lại ngất xỉu? Người là án binh từ đâu tới? Tại sao bắn bọn ta như chuyện đó vậy? Tiểu quần chúa, Dương gia bị ngươi hại còn chưa đủ thê thảm sao? Bây giờ phụ thân ta cũng ngã bệnh rồi. Hôm nay ta đánh chết ngươi. Đừng đánh nữa. Sự việc không phải như vậy đâu. Ngươi còn chối nữa hả? Không phải ngươi muốn bắt cóc ta sao? Bắt đi, cứ đi bắt đi. Dừng tay. Muội không được đánh. Tại sao ngay cả huynh cũng bệnh ông ta nữa? Huynh tránh ra. Đây là chuyện của ta và ông ta, đừng có xen vô. Nè, Tiểu Băng à. Huynh buông ra. Ê, Tiểu quần chúa, sao rồi? Cô có bị thương không? Không được, ông ấy chính là cha cô. Huynh đừng có hòng gạt ta. Phụ thân ta đã nói rồi, người mới chính là cha ruột của ta. Mẫu thân ta chỉ nói dối thôi. Còn người này không phải cha ruột của ta, ông ta không là gì hết. Huynh đừng hòng gạt ta nữa. Dương gia biết chuyện này rồi sao? Tất nhiên người biết rồi, trong lòng người biết rõ nhất. Không, Dương gia không biết gì hết. Huynh đừng có nói nữa mà.
khởi bẩm đại nhân, đã có tung tích của Công Tôn tiên sinh. Ở đâu? Hình như trong phủ Dương gia. Tuy thuộc hạ không nhìn thấy ông ta, nhưng mà nghe thấy giọng nói của Công Tôn tiên sinh. Chính là Công Tôn tiên sinh, chính ông ấy. Ông ấy đã đi chung với ai? Đã nói những gì? Ông ấy ở phủ Dương gia, đi chung gia và nói những gì thuộc hạ nghe không được rõ. Duy nhất khẳng định là hiện giờ Công Tôn tiên sinh đang ở trong phủ Dương gia. Vậy mọi người còn đợi gì nữa? Tại sao không lập tức vào đó xem, tranh thủ thời cơ chứ? Bọn ta không muốn vào trong, nhưng bị lính gác cản lại. Họ luôn miệng nói không có Công Tôn tiên sinh nào ở đây hết. Bọn ta muốn xông vào, nhưng mà họ cản ta lại. Tại sao họ lại chứa chấp Công Tôn tiên sinh? Rốt cuộc chuyện này là sao hả? Trời ơi, lão già, Công Tôn tiên sinh có gặp nguy hiểm không vậy? Phủ Dương gia chứa chấp tội phạm, thông báo huyện lệnh phái đi toàn bộ quan binh bao vây xung quanh phủ Dương gia, kêu Dương gia thả Công Tôn tiên sinh ra. Nhanh lên, vào trong, nhanh lên. Đóng cửa lại. Bao đại nhân, coi ra Dương gia không định giao người ra rồi, làm sao bây giờ? Đại nhân, xin cho thuộc hạ vào trong xem trước. Mời đại nhân. To gan, dám xông vào phủ Dương gia, ai xông vào giết chết không tha. Có Thượng Phương bảo kiếm ở đây, còn không mau quỳ xuống đi. Vạn quế. Công Tôn tiên sinh hiện giờ đang ở đâu? Dương phi nương nương, tuyệt đối không được. Dương phi nương nương, ta. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh ông ấy vô tội. Người hạ độc sát hại Thượng Bưu chính là ta. Có thật hay không? Công Tôn tiên sinh, chuyện gì nên đến cũng sẽ đến. Lòng ta đã quyết, huynh đừng che đậy cho hành vi phạm tội của ta. Vì chuyện đến đại lao cướp ngục, bắt cóc tiểu quận chúa, sau đó đổ tội cho Công Tôn tiên sinh, không lẽ cũng là Dương phi nương nương đứng ở phía sau sai khiến à? Không, là Dương gia. Không, Dương gia không biết gì hết. Tất cả chuyện này do ta tự ý quyết định. Người đáng chết là ta, không hề liên quan tới Dương gia. Tần giáo úy trung thành bảo vệ chủ, bổn phụ lấy làm cảm phục vô cùng. Nhưng mà vụ án này hệ trọng vô cùng, bổn phụ cần điều tra làm rõ mới được. Dương gia ở đâu? Dương gia. Bao đại nhân. Bao đại nhân, xin thương tình Dương gia trọng bệnh, đừng cố tiếp tục xét hỏi nữa. Bổn phủ không phải muốn kinh động đến Dương gia, chỉ là có những nghi điểm nhất định phải mời Dương gia giải thích rõ. Bao đại nhân muốn biết những gì, mời bao đại nhân cứ việc hỏi, ta nhất định sẽ trả lời những gì mà ta biết. Công Tôn tiên sinh gánh tội dùm Dương phi nương nương, tại sao ngươi còn thừa cơ hãm hại, là Dương gia sai khiến à? Không phải, là ta không muốn liên lụy tới nghĩa mẫu, cho nên ta đã tự ý quyết định đến tìm Công Tôn tiên sinh. Còn việc cướp ngục thì sao? Đó là đề phòng Công Tôn tiên sinh phản án, chuyện này do một mình ta gây ra. Thần giáo quý, bổn phủ cảm phục lòng dạ hết mực trung nghĩa của ngươi, nhưng mà chữ trung này cần phải có công lý chính nghĩa, không được trung thành một cách mù quáng, nếu không chỉ gây nên bất hạnh như hôm nay mà thôi. Bao đại nhân, Chi Cương không có sai, là bổn Dương sai rồi. Nghĩa phụ, xin ngài đừng có nói nữa. Người phải giữ gìn sức khỏe, không được quá kích động lúc này. Tất cả mọi chuyện có phải do Dương gia vì yêu sinh hận, từ đó trồng ra ác quả không? Khoan đã, Tô Nghe.
Bao đại nhân, về việc hãm hại Công Tôn tiên sinh đều do một mình ta lên kế hoạch và tiến hành, không hề liên quan tới ai, càng không dính dáng tới Dương gia. Tất cả tội ác này hy vọng được kết thúc trên người ta. Sau này hy vọng Bao đại nhân đừng tiếp tục làm khó nghĩa phụ. Đây là tâm nguyện duy nhất của ta, mong Bao đại nhân thành toàn. Đừng giáo quý Trí Cương, các ngươi còn không mau mời đại phu đến. Dương Trường Mã Hán. Dạ có. Mau mời. Dạ. Trí Cương. Trí Cương. Đại nhân. Đại nhân. Bao đại nhân, xin cho tôi gặp Dương gia lần cuối có được không? Đại nhân, cho dù thế nào Dương gia cũng có công với triều đình, cho dù Dương Phi tội có đáng chết cũng xin đại nhân xử lý khoan dung, bảo vệ danh tiếng của phủ Dương gia. Vì Dương gia suy nghĩ sai lầm đã hủy hoại bản thân, cũng hủy đi gia đình này. Xin bao đại nhân thành toàn. Xin đại nhân thành toàn. Thôi được rồi, nương nương mời tự nhiên. Đa tạ bao đại nhân thành toàn. Bằng Nhi, đi theo mẹ. Đại nhân thở dài vì chuyện gì? Xem ra nương nương đã quyết định như vậy rồi. Bỏ đi, đây là cách duy nhất bảo vệ sĩ diện của phủ Dương gia. Công Tôn tiên sinh không cần đợi nữa rồi, Dương Phi nương nương sẽ không quay lại nữa đâu. À, không, học trò đi tìm cô ấy. Cô ấy không thể. Đại nhân, Dương Phi nương nương thế nào rồi? Dương Phi nương nương đã tự vẫn qua đời rồi. Quả đúng như vậy. Hãy truyền lệnh xuống, Dương Phi nương nương vì đã ngộ sát thường bưu, hôm nay đột nhiên bệnh nặng vì bất trị tử vong, lo liệu việc hậu tang, vụ án này kết thúc. Thúc sắp xuất phát rồi sao? Đúng vậy. Bao đại nhân phụng chỉ đi tuần khắp thiên hạ, ta cần đi theo ngài ấy. Trừ phi con hy vọng ta ở lại. Không, thúc hãy đi làm những việc mà thúc nên làm, không cần phải lo cho con. Đợi ta về Khai Phong phủ rồi, có phải con bằng lòng đi theo ta không? Con thích sống ở nơi này, bởi vì chỗ này có cha của con và mẹ con. Con nghĩ con sẽ không dọn đi đâu nữa hết, con sẽ ở lại nơi này suốt đời. Ta hiểu rồi. Đây là vật định tình của ta và mẫu thân con năm xưa, con hãy giữ lấy. Con chúc Công Tôn thúc thúc thuận buồm xuôi gió. Hẹn gặp lại. Công ơn sinh thành và công ơn dưỡng dục, ơn nào nặng hơn?
Trong lòng Tiểu Băng thấy băn khoăn dãy dùa. Trấn Nam Dương hiện hách một thời, không ngờ đến tuổi xế chiều lại gặp phải bước ngoặt thay đổi gia cảnh nghiêm trọng như vậy, gần như chống đỡ không nổi. Mà nhờ Tiểu Băng lương thiện từ bi, sau cuộc đấu tranh tâm lý quyết định ở lại bên cạnh chăm sóc ông. Nhưng mà phụ Trấn Nam Dương vốn không ai bì nổi, từ đó ngã rồi hết gượng dậy nổi. Còn Công Tôn Sách ôm theo nỗi đau khôn xiết, rời khỏi quê hương, theo đội ngũ đi tuần khắp thiên hạ của Bao Đại Nhân tiếp tục tiến bước. Tầm Châu tri phủ nghênh đón Bao Đại Nhân. Bao Đại Nhân, Chu Đại Nhân miễn lễ. Lý Đại Nhân, từ lúc Lý Đại Nhân cáo lão về quê, Bao Chuẩn vẫn luôn nhớ nghĩ trong lòng. Lần này vừa hay xuất tuần tới Tầm Châu, đang định lúc tiện sẽ tới Vân An, không ngờ Lý Đại Nhân đích thân tới đây nghênh đón. Thật lòng Bao Chuẩn thấy ai nay. Sao Bao Đại Nhân lại nói vậy? Bao Đại Nhân không quên tình đồng liêu khi xưa, đây mới là điều khiến lão phu cảm động. Không dám, đợi Bao Chuẩn sắp xếp ổn thỏa mọi việc sẽ lập tức tới quy phủ chào hỏi. Bao Đại Nhân chịu đại giá quan lâm, lão phu vô cùng vinh hạnh. Tới lúc đó đừng quên chơi thêm vài ván cờ với lão phu nghe. Bao Đại Nhân đang lo lắng việc công sao? Xin ông yên tâm, đất này dưới sự quản lý sáng suốt của Chu Đại Nhân, ba tánh an cư lạc nghiệp, trước giờ không có án oan. Quan quá, quan quá, Bao Đại Nhân, quan uổng quá. Đây là ngươi, người đâu? Dạ. Lộ tên vô lại này xuống cho ta, tránh làm phiền tới Bao Đại Nhân. Dạ. Gây rối hả? Bao Đại Nhân, đi chết đi, đi chết. Bao Đại Nhân, người này giỏi nhất là vô cớ kiện cáo, là kẻ bại hoại giả tạo. Bao Đại Nhân không cần quan tâm hắn. Rõ ràng là hắn vô cớ gây sự. Bao Đại Nhân giải quan đi mà. Chết đi. Bao Đại Nhân, cứng đầu hả? Bao Đại Nhân à, khoan đã. Bao Đại Nhân, bổn phủ xuất tuần tới đây mục đích chính là giải quan giúp dân. Bây giờ đã có người tới kêu quan, không lý nào bổn phủ không tiếp nhận. Công Tôn tiên sinh. Đại Nhân. Phim được dịch và dạ. Tiếng tại Phim TV. Ngươi họ tên là gì? Kiện cáo người nào tội gì? Học trò Trác Tu Văn là một tú tài, muốn kiện tiền lễ bộ thượng thư Lý Khánh Phủ, phụ nghĩa quỷ hôn, và còn muốn kiện Tầm Châu tri phủ Chu Côn ỷ thế ép cưới. Hai vị đại nhân. Bao Đại Nhân, người này rõ ràng ăn không nói có. Bao Đại Nhân tuyệt đối được nghe lời một phía của hắn. Bao Đại Nhân, ông từng làm quan cùng triều, chắc phải biết rõ lão phu không phải là kẻ bội tính dòng nghĩa đó. Bổn phụ tiếp nhận vụ án này. Đa tạ Bao Đại Nhân, đa tạ Bao Đại Nhân, đa tạ Bao Đại Nhân. Bao Đại Nhân, Bao Đại Nhân, đa tạ Bao Đại Nhân. Vụ này liên quan danh dự của hai vị, nếu bổn phụ không tra rõ chân tướng, sao có thể chứng minh sự trong sạch của hai vị? Người đâu? Có. Đưa hắn về dịch quán. Dạ. Đa tạ Bao Đại Nhân. Tiễn Bao Đại Nhân. Tiễn Bao Đại Nhân. Ai. Học trò thăm kiến Bao Đại Nhân. Đại Nhân,
Trác Tu Văn, bổn phủ niệm tình ngươi là tú tài, cho ngươi đứng lên trả lời. Đa tạ bao đại nhân. Trong cáo trạng này ngươi đã viết, ngươi và tiểu thư Lý Gia được hứa hôn trong bụng mẹ. Nếu nói như vậy, Lý Khanh Phủ kia là nhạc phụ tương lai của ngươi. Ngươi thân là người có học, lại kiện cáo nhạc phụ, chẳng phải là làm trái luân thường à? Bẩm bao đại nhân, học trò kiện cáo nhạc phụ quả thật có nỗi khổ không thể làm khác. Bổn phủ cũng đang muốn nghe nỗi khổ của ngươi. Nói. Dạ, nhà học trò và Lý Gia vốn rất thân thiết. Gia phụ Trác Diệt Minh từng làm quan trong triều. Hóa ra lệnh tôn là Trác Diệt Minh Trác đại nhân. Công tôn tiên sinh, ông và vị Trác đại nhân đó từng quen biết à? Không, học trò chưa từng gặp Trác đại nhân. Có điều, Trác đại nhân này là vị quan tốt liêm minh, có danh tiếng tốt, học trò ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ tiếc là ông ấy mất quá sớm, nên học trò chưa có cơ hội làm quen. Trác Tu Văn, ngươi hãy tiếp tục nói đi. Dạ, đúng như công tôn tiên sinh vừa nói, gia phụ quả thật là một quan thanh liêm. Vì vậy trong nhà không có tài sản gì. Sau khi gia phụ qua đời, lại gặp phải thiên tai, khiến gia cảnh thêm bần hàn. Gia mẫu vì muốn nuôi dưỡng học trò nên người, không ngại cực khổ. Vì vậy học trò càng nỗ lực đọc sách, hy vọng có thể sớm ngày dựng được long môn, rạng danh gia tộc, thừa kế chí cha. Chỉ là học trò tuy đã qua được kỳ thi hương, nhưng không có lộ phí lên kinh dự thi. Vì thấy thời gian khoa cử sắp tới, gia mẫu trong lúc không còn cách nào, đành kêu học trò tới nương nhờ nhạc phụ. Vậy là khoảng một tháng trước học trò đã tới phủ Tầm Châu. Mua rượu đi. Đại ca, xin hỏi nhà Lý đại nhân đi đường nào? Ở đó kìa. Mua rượu đi. Đa tạ. Mua rượu đi. Lý phủ. Mua rượu đi. Phim được dịch và lồng nè, muốn tìm ai vậy? TV. Tiểu tử à, cậu ngoan ngoãn ở đây đợi cho ta, ta vào bẩm báo. Đa tạ, đa tạ. Tiểu thư ơi, vị công tử này là ai vậy? Sao ăn mặc bần hàn quá? Tiểu thư, lão già với phu nhân ra rồi, đi mau. Dạ đại nhân. Tiểu tế Trác Tu Văn bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân. Ê, khoan đã. Trước khi chúng tôi xác nhận rõ thân phận, cậu nên gọi chúng tôi là Lý lão gia, Lý phu nhân. Lý phu nhân, Lý lão gia. Hèn điệp miễn lễ. Đúng là năm tháng hối người già, chớp mắt cậu đã cao lớn như vậy rồi. Lệnh tôn lệnh đường hiện vẫn khỏe chứ? Gia phụ từ 10 năm trước vì mệt mỏi sinh bệnh nên đã qua đời rồi. Cái gì? Lão phu như vậy là không đúng rồi. Từ lúc lão phu vào kinh nhậm chức, mãi không có đi thăm hỏi các người. Ngay cả lệnh tôn qua đời ta cũng không biết. Mấy năm qua mẹ con các người sống tốt chứ? Thật không dám giấu, lúc gia phụ còn sống, gia cảnh trong nhà còn tạm ổn. Sau khi gia phụ qua đời, nhà con liên tục gặp cảnh thiên tai. Bây giờ đã hai tay rỗng rồi, gia cảnh nghèo khó. Vậy lần này hiền điệt tới đây? Tiểu điệt tự biết gia cảnh bần hàn, vẫn nỗ lực cầu tiến. Nàng đã qua được kỳ thi hương, đang đợi khoa cử. Vì không gom đủ tiền lộ phí nên phụng lệnh mẹ tới đây xin nương nhờ nhạc. Lý lão gia, mong là Lý lão gia niệm tình xưa cũ ra tay giúp đỡ.
cho tiểu điệt. Vậy cậu tới nhận người có vật chứng không? Đây là vật tính năm xưa hai nhà Lý Trác dùng để hứa hôn lúc nhỏ, mời lão gia và phu nhân xem qua. Không sai, chính là miếng ngọc này. Năm đó ta và cha cậu đã hẹn kết làm xui gia, đúng là đã dùng miếng ngọc gia truyền này để làm tín vật. Năm xưa là năm xưa, bây giờ chuyện đã qua 20 năm rồi, rất nhiều chuyện không còn như trước. Trác công tử, cậu nói đúng không? Năm đó lão gia nhà chúng tôi còn chưa phải là lễ bộ thượng thư, Lệnh Tôn cũng chưa qua đời. Lúc đó hai nhà Lý Trác xem như môn đăng hộ đối. Nhưng mà bây giờ thì... Bây giờ Lý gia chúng tôi giàu có nhất phủ Tầm Châu, còn Trác gia các người hiện tại gia cảnh sa sút, thậm chí ngày càng lụng bại. Cậu đường đột tới đây nương nhờ vậy, có từng nghĩ tới người ngoài sẽ nói gì hay không? Vậy người ta sẽ nói là cậu tham muốn tài sản của Lý gia chúng tôi mới tới đây để nhận người thân. Nếu như cậu có bản lĩnh, tự mình nghĩ cách gom đủ lộ phí lên kinh ứng thí, đợi khi cậu đỗ đạt trở về mới tới nghênh đón nhu nhi nhà ta. Tới lúc đó chẳng những vinh quang, cũng có thể chặn được miệng người đàm tiếu. Ta nói vậy không biết là cậu hiểu chưa? Tiểu điệt hiểu rồi, tiểu điệt xin phép cáo từ. Không vậy hiền điệt. Cha, mẹ. Nhu Nhi, sao con ra đây? Cha, mẹ, theo con thấy Trác công tử không phải là người tham lam, hơn nữa lại có chí cầu tiến. Nếu không phải lâm vào đường cùng, sao lại tới nương nhờ chúng ta được? Xin cha mẹ nể tình huynh ấy là người... là người... Cha mẹ giúp huynh ấy đi. Dạ đúng đó phu nhân. Đừng nói tiểu thư từ nhỏ đã có hôn ước với Trác công tử rồi, chỉ nói chuyện lão gia nhà chúng ta và cha của Trác công tử là bạn nhiều năm. Nếu chúng ta không giúp họ thì quả thật không phải lẽ đâu. Ở đây có chỗ cho nha đầu ngươi nói chuyện sao? Được rồi, vậy đi. Dù gì á, còn mấy tháng nữa mới tới kỳ thi, lão phu và cha cậu là bạn nhiều năm, ta quyết định giữ cậu lại đây trước. Nè ông, Trác công tử, còn không mau cảm tạ lão gia và phu nhân nhà chúng tôi đi. Đa tạ lão gia, đa tạ phu nhân. Còn về hôn sự, đợi cậu thi đỗ đạt công danh rồi mới bàn tiếp nghe. Tiểu điệt nhất định dốc hết sức, không phụ lão gia phu nhân và Quyển Nhu tiểu thư đã yêu quý. Nếu Lý gia đó đã thua nhận ngươi, tại sao còn phụ nghĩa quỷ hôn? Có phải ngươi đã làm chuyện gì trái với đạo đức phong tục? Không, học trò tuyệt đối không dám. Học trò và Lý tiểu thư kể ra là phu thê chưa cưới, nhưng học trò từ nhỏ đọc nhiều thơ văn, gia mẫu quản giáo cũng nghiêm. Vì vậy, tuy cùng Lý tiểu thư ở phòng trong tay cách biệt, nhưng luôn giữ đúng lễ giáo, không dám có chút sai phạm. Chỉ là có một lần... Vừa rồi ngươi nói ngươi ở Lý gia luôn giữ ranh giới không dám làm trái, nhưng ngươi và tiểu thư Lý gia lại dùng thơ văn gặp gỡ như vậy. Lẽ nào trong những lá thư đó không dùng ngôn từ trêu ghẹo, thừa cơ làm rối tâm tư tiểu thư khuê các sao? Bẩm đại nhân, học trò và Lý tiểu thư tuy có dùng thư từ qua lại, nhưng chỉ là thách đố thơ văn với nhau, trước sau không nhắc chuyện khác. Tới nay thư từ vẫn còn, học trò có thể đưa ra dùng làm vật chứng. Vừa rồi cậu nói cậu và tiểu thư Lý gia thường xuyên làm câu đối thách đố lẫn nhau, điều này chứng tỏ cậu rất thích làm câu đối. Đúng, chỉ là chút chiêu trò giặc không đáng nhắc tới. Chiêu trò giặc sao? Vậy thì chưa chắc, cũng phải học rộng hiểu nhiều, biết khéo léo dùng từ mới được. Bây giờ ta đố cậu thử một câu. Học trò sẽ cố gắng đối lại. Mời công tôn tiên sinh ra đề. Đề ta ra là: Bạch diện thư sinh, trong tài áo dấu sắc xuân. Thái thú quàng đường, trong mắt tra rõ ngọn ngành. Hay, ta đố cậu thêm một câu, nghe cho rõ. Tiểu tử bất tài, dám vào rừng sâu tìm hổ báo. Giao long chưa hiện, tạm ở đầm sâu, bạn cá tôm. Học trò đắc tội rồi,
Không hề gì, đối lại rất hay. Học trò hổ thẹn. Chỉ là ngươi và tiểu thư Ly gia dùng thư từ qua lại như vậy, lẽ nào phu phụ Ly gia không hề ngăn cản sao? Học trò biết rõ không được Lý phu nhân yêu quý, để tránh liên lụy tiểu thư và Yên Học, nên làm gì cũng luôn rất thận trọng. Ai ngờ hôm đó tri phủ Chu đại nhân tới cầu thân cho cháu trai, Lý phu nhân liền có ý muốn quỷ hôn. Phu nhân, tha mạng. Phu nhân, tha mạng. Lý Nhị, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Ta chưa kêu dừng thì không được dừng, đánh tiếp cho ta. Mẹ, đừng nữa. Đánh trúng tiểu thư rồi. Mẹ, con Yến Hồng đã phạm tội gì mà mẹ trừng phạt mùi ấy như vậy? Con còn mặt mũi hỏi mẹ nữa, con tự xem đây là gì. Nguyễn Nhu nhận. Phu nhân ơi, không liên quan tới tiểu thư đâu, đều là Yến Hồng không đúng, đều là lỗi của Yến Hồng hết đó. Yến Hồng. Nguyễn Nhu, Yến Hồng cô nương. Trác Thu Văn, cậu khá lắm. Phu nhân à, con. Trác Thu Văn, lão phu vì nãy có giao tình với cha ngươi, tốt bụng giữ ngươi lại cho ngươi học hành, không ngờ ngươi làm ra chuyện đồi bại như vậy, khiến lão phu quá thất vọng. Không, không phải như vậy. Con thừa nhận con với Quyển Như cô nương có thư từ qua lại, nhưng mà đó là chuyện đàng hoàng. Đàng hoàng cái gì? Ngươi quyến rũ con gái của ta, rõ ràng là tham lam với tài sản nhà ta. Con không có. Không phải đâu mẹ. Nhu Nhi, con tuyệt đối đừng trúng kế của hắn. Mẹ thấy ánh mắt hắn láo liền, hơn nữa bụng dạ khó dò, hèn chi mà con lại bị gạt quấy mòng mọc. Cũng may là phát hiện sớm, mẹ đã nhờ Chu đại nhân đứng ra quỷ hôn giúp chúng ta rồi. Cái gì? Quỷ hôn? Mẹ! Tiên phụ đại nhân tới. Lão gia, đại nhân tới rồi, mau đi nghênh đón đi. Đại nhân. Lý đại nhân, phu nhân. Thật ngại quá, làm phiền ông đích thân tới một chuyến. Bổn phủ nghe nói phủ thượng thư xảy ra chuyện, nên buông bỏ công việc tới đây ngay. Rốt cuộc là chuyện gì? Chu đại nhân, việc xấu không đụng ra ngoài nên mới không tiện lên công đường. Nhưng mà chuyện này buộc phải mời ông tới làm chủ. Phu nhân, rốt cuộc có chuyện gì? Hắn là Trác Tu Văn, từ nhỏ có hôn ước với Nhu Nhi nhà ta. Lão gia nhà ta thấy gia cảnh hắn nghèo khó nên mới cho hắn ăn ở, khuyên hắn học hành cầu tiến. Đợi hắn đỗ đạt công danh mới cùng Nhu Nhi nhà ta hoàng hôn thành thân. Nhưng không ngờ hắn hành vi bất chính, dám lén lút dụ dỗ con gái của ta. Trác Tu Văn, ngươi là một người có học, không ngờ lại làm những chuyện vô liêm sỉ như vậy. Đúng là văn sĩ bại hoại. Ta không có, ta không có mà. Còn nói không có nữa, nhân chứng vật chứng đều ở đây, ngươi còn chết không thừa nhận sao? Chu đại nhân, chuyện này liên quan tới danh tiết của Nhu Nhi, xin phiền Chu đại nhân đứng ra giúp chúng tôi hủy bỏ hôn ước này, để Nhu Nhi nhà ta lấy người khác. Phu nhân nói rất đúng, loại văn sĩ bại hoại này sao có thể xứng với lệnh thiên kiêm. Vừa hay ta có bản quỷ hôn ở đây. Trác Tu Văn, mau lăn tay vào đi, hủy bỏ hôn sự này. Nếu không, ta sẽ dùng tội danh sỉ nhục lễ giáo xử phạt nặng ngươi. Các người, rõ ràng các người thông đồng với nhau để ép ta phải từ hôn. Trác Tu Văn, sao ngươi lại nói như vậy? Bản thân ngươi đã làm ra chuyện đồi bại, còn nói lão phu ép ngươi hủy hôn. Chỗ ta quả thật không chứa nổi ngươi nữa. Nếu ngươi đồng ý hủy hôn, lão phu cho ngươi 100 lượng bạc, coi như bố thí cho ngươi. Như vậy là được rồi chứ? Không, không, ta tuyệt đối không hủy hôn. Rượu mời không uống, mua rượu phạt. Người đâu? Dạ. Mau bắn lấy hắn. Dạ. 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 Nguyễn Nhung. Mẹ. Thả ta ra. Đi. Thả ta ra. Thả cho ta. Đi nhanh lên. Đi. Đi nhanh lên. Không muốn. Không muốn. Đi đi. Cầu xin các người đừng mà. Không. Không. Mấy người các người ép buộc ta hủy hôn, các người không sợ quả báo sao? Đó là do tự ngươi làm ra chuyện đồi phong bại tục, không thể trách bọn ta. Trác Tu Văn, ngươi nghe cho rõ đây, từ nay về sau không cho ngươi tới tìm con gái ta. Nếu để lão phu phát hiện, lập tức sai người đánh gãy hai chân chó của ngươi đó. Lý Nghĩa. Dạ lão gia. Đưa bạc cho hắn, đuổi ra ngoài. Dạ. Nè, cầm lấy. Đừng mà. Ta không cần tiền thuốc của các ngươi, ta chỉ cần Nguyễn Nhu thôi. Ta cần Nguyễn Nhu. Thôi ra ngoài. Dạ dạ. Nguyễn Nhu à. Ra ngoài. Nguyễn Nhu. Nguyễn Nhu. Tu Văn. Nguyễn Nhu à. Là như vậy, học trò bị đuổi ra khỏi Lý gia, nhưng mà học trò không cam tâm. Học trò và Nguyễn Nhu rõ ràng thật lòng yêu nhau, lại có hôn ước từ nhỏ. Tại sao họ lại ép quỷ hôn, chia rẽ chúng tôi chứ? Đây rõ ràng là phu phụ Lý Khánh Phủ tham vào chơi nghèo, cho nên học trò phải kiện họ phụ nghĩa quỷ hôn.
còn phải kiện tri phủ Chu Công, ỷ thế ép trò quỷ hôn. Sau khi bị đuổi khỏi Lý gia, bây giờ ngươi đang ở đâu? Học trò đó không còn đồng nào, đành phải ở tạm một ngôi nhà quan ở ngoại thành. Đại nhân, nếu cậu ấy là nguyên cáo của vụ này, có thể xin đại nhân rộng lượng xem xét để cậu ấy tạm ở dịch trạm. Một là tiện việc truyền hỏi, hai là cũng có thể để cậu ấy tạm thời có nơi nương nhờ. Bổn phủ cho phép ngươi tạm ở lại dịch trạm. Đa tạ bao đại nhân, đa tạ công tôn tiên sinh. Chào công tôn tiên sinh. Các công tử, sao rồi? Ở đây đã thấy quen chưa? Đa tạ công tôn tiên sinh. Phải rồi công tôn tiên sinh, sách của học trò còn để ở ngôi nhà quan, bây giờ học trò muốn đi lấy. Nên như vậy, dù sao có chuyện gì đi nữa vẫn phải tiếp tục nỗ lực hơn. Ta ngưỡng mộ lệnh tôn đã lâu, chỉ tiếc là không có duyên gặp mặt. Hôm nay gặp được Trác công tử văn phong hơn người, một thần khí phách noi theo phong thái cha cậu, đúng là chuyện đáng mừng. Là công tôn tiên sinh yêu quý, tiếc là học trò vô dụng, khiến gia cảnh bần hàn, mới khiến người ta xem thường. Chẳng phải cậu nói rồi sao, giao long chưa hiện, chỉ là tạm ở trong đầm bạn tôm tép. Chỉ cần chịu khó nỗ lực với tư chất của cậu, ta tin cậu chắc chắn đỗ cao khoa này. Đa tạ công tôn tiên sinh chúc phúc, học trò đã hạ quyết tâm từ lâu. Lần này đi thi, nhất định phải đổ trạng nguyên, rồi dùng kiệu tám người khiên đi rước Quyển Nhu tiểu thư, để những kẻ đã từng xem thường học trò đều phải nhìn nhận rõ ràng. Chỉ là không biết là Quyển Nhu có thể đợi tới lúc học trò đầu trạng nguyên không? Ta biết rõ cậu ấy rất có khả năng là bị oan khuất, nhưng mà vụ này đang do đại nhân thẩm tra, ta sao có thể làm trái nguyên tắc công bằng giúp đỡ cậu ấy được. Nhưng mà nếu không giúp cậu ấy, ta thật lòng cảm thấy không yên. Thôi vậy, đừng nghĩ mấy chuyện đau lòng nữa, nói chuyện vui chút đi. Ta lại nhớ ra một câu chuyện này, hay là lúc này ta kể cho cậu nghe. Kể chuyện sao? Vậy chuyện của ta rất ngắn, chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu. Nè, ngồi đi. Khi xưa có một thư sinh khốn khó, cũng giống như cậu, nhà nghèo, không thể cưới vợ. Sau đó trong một dịp tình cờ, cậu ấy cứu được một con hồ ly. Con hồ ly này vì muốn trả ơn nên đã dùng yêu pháp mị hoặc thiên kim của viên ngoại trong thôn. Viên ngoại đã tìm rất nhiều đại phu đều không chữa khỏi bệnh cho con gái, đành phải thông báo tìm người. Dù là bất cứ ai, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho con gái, ông ấy đồng ý hứa gả con gái, quyết không nuốt lời. Vậy sau đó? Sau đó con hồ ly đó kêu thư sinh cải trang đi chữa khỏi bệnh cho thiên kim tiểu thư. Mà vị thư sinh này cũng đã được như ý nguyện, cưới được một nương tử xinh đẹp. Chuyện của ta kể xong rồi, cậu tự suy nghĩ cho kỹ đi. Học trò hiểu rồi. Đa tạ công tôn tiên sinh. Đa tạ công tôn tiên sinh. Học trò xin cáo từ. Công tử, Trác công tử, Trác công tử không có ở đây. Không lẽ Trác công tử bị bao đại nhân bắt rồi sao? Không được. Yên Hồng, đừng sợ, là ta đây. Trác công tử, huynh không sao chứ? Bao đại nhân có làm khó huynh không? Yên tâm đi, ta không sao. Bao đại nhân và công tôn tiên sinh rất tốt với ta. Họ thấy ta không nơi nương tựa, nên bây giờ cho ta ở tạm dịch trạm đó. Vậy thì tốt rồi. Huynh có biết tiểu thư lo lắng cho huynh lắm không? Phải rồi. Mấy hôm nay tiểu thư nhà cô có khỏe không? Đương nhiên là không tốt. Mấy hôm nay tiểu thư nhà ta ăn cũng không được, ngủ cũng không ngon giấc luôn. Nhìn tỷ ấy ốm đi rất nhiều, cứ như là người ta nói bị bệnh gì đó ta. Bệnh tương gì gì. Phải rồi,
thì ấy nhờ ta nhắn lại với huynh. Nhắn chuyện gì? Tiểu thư nhà ta nói dù sao đi nữa lòng tỷ ấy đối với huynh mãi mãi không thay đổi, tỷ ấy sẽ đợi huynh cưới tỷ ấy. Đều tại ta không tốt, hại tiểu thư nhà cô và cô đều phải chịu khổ vì ta. Trác công tử đừng nói như vậy mà. Từ nhỏ Yên Hồng đã đi theo tiểu thư, nhưng mà trước nay tiểu thư không xem Yên Hồng là nha hoàn, ngược lại thương yêu ta giống như tiểu muội ruột thịt. Chỉ cần tiểu thư được hạnh phúc thì Yên Hồng chịu khổ một chút cũng không là gì. Yên Hồng, nếu như ta và tiểu thư nhà cô có thể kết làm phu thê, vậy cô chính là bà Mai có công lớn nhất, ta sẽ báo đáp cô tử tế. Trác công tử, nếu huynh không mau nghĩ ra cách gì thì ta cũng không thể làm bà Mai được nữa rồi. Tại sao vậy? Phu nhân nhà ta nói để tránh lâu ngày rắc rối, mấy ngày nữa sẽ hứa gả tiểu thư cho Phương gia đó. Yên tâm đi, công tôn tiên sinh đã nghĩ ra một cách hay giúp ta rồi. Là cách gì vậy? Trương Long Triệu Hổ. Có thuộc hạ. Hai người lập tức phái Kiểu quan tới Lý gia, truyền gọi Lý Quyển Nhu cô nương và nha đầu Yên Hồng tới để bổn phủ hỏi chuyện. Dạ. E là mất công tới đó rồi. Sao công tôn tiên sinh lại nói như vậy? Hồi bẩm đại nhân, học trò cho là Lý Khanh Phủ đó tuy đã cáo lão về quê, nhưng dù gì cũng là danh môn nhà quan, e là sẽ không đồng ý để con gái xuất đầu lộ diện tới dịch trạm đâu. Cáo thị, nếu có nhân tài đồng ý dâng phương thuốc tổ truyền chữa khỏi bệnh lại cho tiểu thư, lão phu nhất định trọng thưởng hầu tạ Lý Thượng Thư. Là thiên kim tiểu thư của phủ thượng thư mắc chứng bệnh lạ. Mọi người nghe đây, dù là quan lớn quyền quý hay là dân thường buôn bán nhỏ, chỉ cần trong nhà có phương thuốc tổ truyền cung cấp cho thượng thư đại nhân, nếu ai chữa khỏi bệnh cho tiểu thư nhà chúng tôi, thượng thư đại nhân nhất định sẽ có trọng thưởng. Cái gì? Tiểu thư Lý gia đang bị bệnh nặng liệt giường, không thể tới đây để bổn phủ hỏi chuyện. Đúng đó đại nhân, tiểu thư Lý gia hình như bệnh tình nguy kịch, không thể chữa trị. Bây giờ ngoài cửa Lý gia đã dán cáo thị, yêu cầu công khai xin phương thuốc chữa bệnh cho Lý tiểu thư. Nếu nói như vậy, không phải Lý gia kiếm cớ từ chối rồi à? Lý phủ. Nhiều phương thuốc như vậy, không ngờ không có tờ nào hiệu quả. Chẳng lẽ đây là ý trời sao? Chú đại nhân, Phương công tử đi bên này. Chú đại nhân, Phương công tử, đại giá quang lâm, không kịp nghênh đón, mong thứ tội. Người nhà rồi còn khách sáo gì chứ. Bổn phủ được biết Lệnh Thiên Kim bị bệnh lạ, nên mới mời đại hữu tới thăm hỏi thôi. Đa tạ. Phim được dịch và lồng tiếng thầy tại Phim TV. Cây nhân sâm ngàn năm này là trân phẩm thế gian, tiểu được đặc biệt đem tới để Quyển Nhu tiểu thư bồi bổ cơ thể. Dược liệu quan trọng như vậy, lão phu thật sự không dám nhận. Chỉ cần có thể giúp ích cho bệnh tình của Quyển Nhu tiểu thư, phải bỏ thêm tâm huyết, tiểu điệt cũng cam tâm tình nguyện. Xin thế bá nhận cho. Được, cung kính không bằng tuân lệnh. Vậy lão phu xin nhận nó. Đa tạ. Cậu không được vào trong, để ta vào trong. Để ta vào, ta có phương thuốc có thể chữa bệnh cho tiểu thư. Cho ta vào đi. Ra đây làm gì? Lý Nghĩa mau đuổi hắn ra ngoài đi. Lý lão gia, chẳng phải ông vừa dán cáo thị trọng thưởng tìm kiếm phương thuốc chữa bệnh cho tiểu thư sao? Lẽ nào hắn có phương thuốc tổ truyền có thể chữa cho Nhu Nhi sao? Cho hắn vào. Dạ. Chu đại nhân, Phương công tử, rốt cuộc người tới làm gì? Mau nói đi. Tiểu điệt biết tiểu thư bị bệnh nặng, trong nhà vừa hay có một phương thuốc tổ truyền có thể chữa các nghi nan tạp chứng. Trác công tử, mạng người quan trọng, đừng có buông lời hàm hồ. Có phải lời nói hàm hồ hay không, cứ thử là biết. Nếu phương thuốc của ta có thể chữa bệnh cho tiểu thư, vậy thì Lý lão gia nên làm như ước hẹn, gả tiểu thư cho ta. Trác công tử à, nếu không chữa khỏi thì sao đây? Từ nay con nhắc chuyện hôn ước, ta còn tới chỗ bao đại nhân trút lại đơn kiện hai vị. Vậy Trác công tử, ngay cả danh đi nổi tiếng nhất phủ Tầm Châu ta cũng không chữa khỏi bệnh của Lý tiểu thư. Ta không tin ngươi có phương thuốc gì có thể giúp Lý tiểu thư thuốc vào bệnh khỏi. Cứ thử thì sẽ biết. Không xong rồi, không xong rồi. Lão gia, phu nhân, tiểu thư sắp không xong rồi kìa. Hả? Nhu Nhi, Nhu Nhi, con không thể bỏ mẹ lại. Nhu Nhi, con không thể đi được. Nhu Nhi. Thế bà,
Tiểu Điệt lập tức đi mời Danh đi về chữa bệnh cho tiểu thư. Không kịp nữa rồi, đợi huynh quay về, tiểu thư đã mất mạng lâu rồi. Lý lão gia, cứ để ta xem thử. Không được, không cần, ta không muốn thử phương thuốc của người, ta không muốn. Phu nhân, lẽ nào bà muốn gương mắt nhìn Nguyễn Nhu tiểu thư chết ngay trước mắt bà sao? Ngươi đừng nói bậy, Nhu Nhi sẽ không chết, Nhu Nhi sẽ không chết đâu. Trời ơi, phu nhân à. Lão gia, phu nhân, xin các vị dùng thử phương thuốc tổ truyền của ta, xem như là để ta giúp tiểu thư góp chút tâm ý sau cùng này. Đúng đó, lão gia, phu nhân, cầu xin hai người, trong thời khắc tiểu thư ở giữa lằng ranh sống chết, xin hai người để Trác công tử thử phương thuốc cổ truyền của huynh ấy đi. Phu nhân à, chuyện tới nước này rồi, chúng ta đã không còn sự lựa chọn nào hết. Cứ để cậu ta thử đi, nói không chừng có thể cứu được mạng của con gái chúng ta. À, được rồi, bây giờ phải làm sao đây? Mong các vị tạm thời ra ngoài. Yên Hồng, cô ở lại giúp ta. Dạ được. Phu nhân à, ra ngoài thôi. Mời hai vị. Mời. Tiểu thư, mau dậy đi. Nè, cuối cùng thành công rồi. Tiểu thư giả bộ y như thiệt luôn. Nguyễn Nhu, cực cho muội rồi. Đừng nói mấy lời như vậy. Từ lúc cha mẹ của hai nhà hứa hôn cho hai chúng ta, muội đã là người của huynh rồi. Chỉ cần huynh chịu thật lòng với muội, dù phải hy sinh nhiều hơn nữa, muội cũng cảm thấy xứng đáng. Nguyễn Nhu. Tu Văn. Nguyễn Nhu. Trời ơi, muội không dám nhìn nữa. Phải rồi tiểu thư, không phải muội còn phải đi sắc thuốc sao? Hai người cẩn thận nha, đừng để lão gia và phu nhân nghi ngờ đó. Nguyễn Nhu. Tu Văn. Ta thật không tin tiểu tử đó có thể chữa khỏi bệnh của Lý tiểu thư. Trời ơi, nguy rồi. Nếu như hắn ta nhân cơ hội này làm ra chuyện đồi bại gia phong gì đó với tiểu thư, vậy chúng ta phải làm sao? Không được, ta phải đi xem thử. Có tin vui rồi. Nguyễn Nhung cô nương quả thật uống thuốc xong khỏi bệnh rồi. Hả? Vậy hả? Lão gia, phu nhân. Cha, mẹ, người xem, sức khỏe của con đã hồi phục nhiều rồi. Nhu Nhi, để mẹ xem thử, quả thật đỡ hơn nhiều rồi sao? Vậy? Mẹ, con xin lỗi, con làm mẹ lo lắng rồi. Không sao là tốt rồi. Lý Lão Gia, Tiểu Điệt đã chữa khỏi bệnh cho Lý Tiểu Thư. Vậy Lý Lão Gia cũng nên làm như đúng hẹn, gả Tiểu Thư cho Tiểu Điệt rồi chứ. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Lý đại nhân, bổn phụ cáo từ. Nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân, gọi tiểu tế tới có việc gì căn dặn? Tính thử ngày tháng, cậu cũng nên chuẩn bị hành trang lên kinh ứng thí rồi. Giờ cách kỳ thi còn 3 tháng, từ đây lên kinh chỉ cần 10 mấy ngày. Tu Văn đang nghĩ nỗ lực thêm 2 tháng nữa, sau đó khởi hành vào kinh cũng không muộn. Kế hoạch tuy tốt, nhưng lỡ có gì trở tay không kịp, ý lão phu là hy vọng cậu sớm ngày lên kinh, thích ứng hoàn cảnh, chuẩn bị sớm một chút. Vậy chúng tôi nói vậy cũng muốn tốt cho cậu. Nếu như chúng tôi đã hứa gả Nhu Nhi cho cậu, tất nhiên là hy vọng cậu có thể đỗ đạt trạng nguyên, vinh quang đường hoàng áo gấm về làng, không thể có chút sai sót nào được. Dạ, vậy tiểu tế lập tức chuẩn bị khởi hành. Đây là 100 lượng bạc, là lộ phí cho cậu vào kinh. Cậu thu dọn hành trang, chuẩn bị lên đường đi,
100 lượng. Một mình tiểu tế lên kinh e là không cần nhiều như vậy. Cầm đi đi, lỡ như trên đường cần dùng gấp cũng có thể ứng phó được. Vậy tiểu tế từ chối là bất kính. Đa tạ nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân. Vậy tiểu tế xin phép cáo lui. Tiểu tử ngốc, ngươi tưởng ta cho ngươi 100 lượng bạc thật sao? Mơ đi. Tiền đó đều là quan ngân, chỉ cần nhà ngươi dám cầm đi xài thì ngươi sẽ chết chắc.